Con làm nghề bác sĩ thú y và được biết rằng khi chó mèo triệt sản sẽ có những lợi ích cho bản thân chúng như khỏe mạnh, tăng cân, ít bệnh tật, sống lâu hơn, hiền lành, thân thiện hơn, tránh được việc chúng đi lang thang do rượng đực, dẫn đến lạc chủ và mèo nhà con đã có đúng những lợi ích đó, đã sống gần 14 năm. Tuy nhiên trong kinh Thiện Ác Nhân Quả của Phật nói, đời này không có năm căn do đời trước thiến các loài động vật. Con làm thú y nhưng chỉ làm thuê do cho chủ, nên khi có ca triệt sản con vẫn phải làm. Có những trường hợp thú cưng được gửi lưu chuồng để trị bệnh hoặc do chủ có việc bận. Khi nuôi chúng trong chuồng như vậy có phải là gieo nghiệp tù tội không ạ? Con hành nghề nên khi gặp các trường hợp triệt sản lưu chuồng con không có lựa chọn khác. Con có thể lấy phước bố thí để bù đắp lại không ạ? Xin sư cho con lời khuyên. Chúng ta rất là dễ chủ quan. Thì chính vì chúng ta chủ quan cho nên là mình bắt người khác phải theo ý của mình. Xin nói mà cái vụ này mà quý vị kêu triệt sản giúp cho con động vật nó tốt hơn thì nó tốt trong mắt của quý vị. Chứ còn bây giờ sư hỏi nếu như mà bây giờ á nói là lo quý vị đi thiến thì mình sẽ có được những nhiều sự lợi ích lắm. Thì quý vị có chịu đi hay không? Cho nên là do mình chủ quan cho nên là mình không có hỏi bản thân con vật đó nó có muốn như vậy hay không. Hoàn toàn là cái ý định chủ quan của mình. Cho nên từ cái sự kiện này mình có thể nghĩ đến những sự kiện khác, là có nhiều việc á mình nghĩ là tốt cho người ta cho nên là mình tự ý mình làm, mà mình không có nghĩ đến cái suy tư, cái cảm xúc, cái vị trí của người ta, thì như vậy người ta có muốn như vậy hay không, có thích như vậy hay không. Cho nên là mình khi mình có bài học đó thì mình sẽ tránh khỏi nhiều chuyện gọi là làm ơn mắc oán. Mà cái này rõ ràng là làm ơn mắc oán. Đó là gì? Như là quý vị có con mèo ha, mình dắt con mèo đi thiến là mình làm ơn đó, mình muốn cho nó tốt. Quý vị liệt kê là một đống những cái sự lợi ích đó, nhưng có khi mình mắc oán con mèo nó hận mình, nhưng mà chẳng qua là bây giờ ở trong cái vị thế của nó thì nó không nói, nhưng mà nó hận là coi chừng nha, đời sau kiếp khác nó trả thù. Nói như vậy thì có nghĩa là chúng ta hãy cẩn trọng với bất kỳ những cái nghiệp nào của mình, dù là thiện hay bất thiện. Rồi một cái vấn đề nữa là khi mình làm cái công việc như vậy đó thì tốt nhất là mình hỏi cái tâm của mình có thực sự muốn như vậy hay không. Thì nếu như mà mình làm một cái việc gì đó mà tâm mình không muốn làm ác, tâm mình không có ý ác, thì nếu như nó là cái ác nghiệp thì nó vẫn sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Bây giờ cái nghề nghiệp của quý vị là như vậy thì nó có những cái nghiệp bất thiện là như vậy. Và đồng thời nó cũng đương nhiên nó cũng phải có những nghiệp thiện nhé. Thí dụ như quý vị chữa bệnh nè, quý vị giúp cho những cái con động vật nó có đời sống tốt hơn, nó thoát khỏi hiểm nghèo, thì cái nghề này đó, nếu nói mà một cách nó công tâm thì nó có cả thiện lẫn bất thiện, nó có quả trắng nó có lẫn quả đen ha. Mà sư nói rất là nhiều lần, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Chính bởi vì như vậy trong kinh 38 pháp hạnh phúc Đức Thế Tôn nói là cái việc mà mình có một cái công việc nó thuần túy là nghề nghiệp chứ nó không có phải dính dáng đến những cái quả báo ác nghiệp thì nó là hạnh phúc cao thượng. Thành ra là sư vẫn mong là quý vị sớm sẽ hành nghề mà mình không có tạo cái nghiệp bất thiện. Còn cái chuyện quý vị hỏi là cái chuyện mình nhốt thì mình có tạo cái nghiệp mà tù tội hay không, thì cái quan trọng thứ nhất là mình có làm hay không.
Nếu như mình chỉ là người nuôi thôi mà mình không có tự tay mình nhốt vô, mình cũng không có cái ý muốn nhốt vô thì nó sẽ đỡ được rất là nhiều. Nhưng mà sư thì sư không có muốn là chỉ cho quý vị cách để lách luật. Cho nên á, tóm lại thì sư vẫn cái câu nói cũ là hãy xem cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó quan trọng nhất. Thì nó sẽ dù cho đó mình cái tâm của mình là tâm nó không có ác mà mình làm cái việc nó bất thiện thì cái nghiệp nó cũng sẽ nhẹ hơn rất là nhiều. Còn quý vị hỏi là mình lấy phước bố thí để mà mình bù thì có được hay không? Có thể được cũng có thể không. Được là được như thế này. Quý vị thấy là những cái tay mà đại gia mà vào chùa, xin lỗi, vào tù mà vẫn còn giàu á, thì cái sự sinh hoạt ở trong tù của họ nó thoải mái lắm nha. Ở chung thì bạn tù là coi như phục vụ, bạn tù phục vụ luôn, trải chiếu mền gối xếp nội vụ, rồi là nấu ăn cho, rồi có bưng nước cho, rồi phục, thậm chí tối nằm mà mỗi lưng là có người đấm lưng xoa bóp cho. Như sư nhớ là sư nhớ có người nói với sư là một buổi tối như vậy mà đấm lưng cho như tốn có mấy gói mì mấy gói mì thôi là được người đấm lưng cho đó. Rồi nói chung là sinh hoạt cũng rất là thoải mái. Do đâu? Do mình giàu mà mình đi tù ở trong, nhưng mà nó vẫn là một cái đời sống thiếu tự do. Xin thưa nha, vào trong đó dù cho có bạn tù hầu hạ ha, dù cho quản giáo có nhìn mình cười rất là dễ thương, tại vì mỗi tháng là mình trợ cấp rất là nhiều, nhưng mà nó vẫn là cảnh tù tội. Chính bởi vì như vậy cái cách tốt nhất thì vẫn là mình không tạo ác nghiệp, chứ còn mình lỡ tạo ác nghiệp rồi thì mình là mình bố thí để bù vào thì nó cũng giống vậy đó. Chính bởi vì như vậy cho nên sư mới nói là được mà cũng không được. Được á, là mình sẽ đỡ hơn, nhưng mà không được là cái nào là cái đó. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đại Đức hiện tại về khía cạnh mà câu hỏi. Đúng là những câu hỏi có kế tiếp như vậy nè, gần như câu hỏi thiên về yếu tố mà nội tâm á. Có nghĩa là yếu tố nội tâm là tức là Đức Đại Đức hiện tại hay là bản thân sư đây hay là quý sư đây, đúng không? Đều có lời khuyên á, là quý vị á, khi mà quý vị xử lý được câu hỏi này thiên về cảnh tâm á, đầu tiên quý vị phải là người có pháp học, pháp hành thì quý vị xử lý mới đúng được. Còn quý sư cho lời khuyên á, cho lời khuyên vẫn có lời khuyên quý vị được, nhưng mà nó chỉ nằm ở mức là quý vị tư duy chân chánh thôi. Tư duy chân chánh thì chừng mực thôi quý vị, chừng mực thôi quý vị, có thể tư duy trong khoảnh khắc nào đó, khoảnh khắc chập tâm nữa thôi. Chứ còn khi mà phiền não nó đến, giống như là cái tham nó đến, cái sân nó đến, rồi cái si mê nó đến, quý vị không 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 đủ không đủ xử lý được đâu. Quý vị không đủ xử lý là sao, là đôi khi cái chuyện thiện quý vị là hiểu lầm là bất thiện, mà chuyện bất thiện quý vị hiểu lầm là thiện. Cho nên tại sao mà khi mà trả lời những câu hỏi mà có cái xu hướng mà thiên về cái nội tâm này, quý sư đều khuyên quý vị là gì đó? Khuyên là ngoài khuyên quý vị mà để có cái chánh tư duy ra, tư duy đúng hơn, nhưng mà thì quý vị phải kèm thêm có cái sự học hỏi giáo pháp và sự tu tập. Thì quý vị trong cuộc sống quý vị thì gọi là xui, mình gọi là xui đi ha, xui mình cái nghiệp của mình, ngay cái nghề, cái nghiệp của mình đó, nó chi phối ngay cái nghề mà mình không có mong muốn, ngay cái nghề mà nó trái cái lẽ đạo, thì mình ít khi nào ít ít nghĩa là ít dù nhiều thì mình cũng cũng có thể giảm được phần nào. Riêng về câu hỏi này là vì nó hỏi là có những trường hợp thú cưng được gửi lưu chuồng để trị bệnh, hoặc cho chủ chủ có việc bận đó, thì có dư nghiệp tù tội không? Thì cái việc mà để Đức Hạnh Tuệ nói tù tội giải thích đó thì sư cũng hoàn toàn rồi. Thì sư chỉ có lời khuyên là như nè, lời khuyên cho toàn bộ con cái câu hỏi này luôn là như vậy, là để tốt nhất nha, theo sư này là tốt nhất đó nha. Thì quý vị hãy cố gắng, khi mà quý sư trả lời xong quý vị hãy nỗ lực học pháp, học pháp hành đi,
Vâng. Thì khi đó trong công việc quý vị á, cái việc nào mà nó thiên về thiện giống như là mấy đệ khanh tuệ nói, sư sư rất là đồng ý, có nghĩa là ví dụ quý vị nhận chữa bệnh cho những cái thuốc con thú cưng á, không thì ngay thời điểm đó quý vị hãy tranh thủ, gọi là tranh thủ nha, quý vị dồn hết cái tâm thiện, nghĩa là khởi lên tâm thiện, dồn hết cái tâm huyết, cái tâm sức của cái công sức của mình trị cho nó, và mình hướng đến cái thiện mà đi kèm trí tuệ hết lòng, không chứ nếu mà ngay thời điểm đó quý vị chỉ đơn thuần nghĩ là thôi mình trị bệnh để kiếm tiền thôi, trị bệnh để kiếm tiền để mưu sinh thôi mà, thì ai đưa thì cũng trị bệnh, nhưng mà bây giờ đôi khi nó con khi con mèo con chó nè nó bệnh mà mình biết được á, là cái liệu trình á, cái bệnh của con này nó có thể là trị được khoảng trong vòng 4 ngày thôi, không nhưng mà mình không, mình nói là thôi để kéo dài dài ra để moi thêm tiền của mấy đại gia, không mà tiền là đại gia, tại vì mấy người mà nuôi con chó thí dụ mà mười mấy triệu hai mấy triệu, không mấy con mèo 20-30 triệu, không đó thì cũng cái việc đó cũng đơn vị cái việc mà trị bệnh thôi, mà đôi khi mình tác ý sai nó dẫn đến cái hậu quả tai hại. Cho nên á, quý vị phải lưu tâm trong công việc quý vị, trong công việc quý vị thì nó có nhiều cái quy trình, có nhiều cái quy trình làm việc giống như trị bệnh đó, trị bệnh hay triệt sản hay cái kiểu này đó đó, thì cái nào mà thiên về thiện, thiên về cái không vi phạm những cái luật đạo thì quý vị hãy tranh thủ làm cái tận tâm huyết, không làm hết lòng để biết sao để phát triển tâm thiện, để mình bù đắp gọi là bù đắp nha, bù đắp đỡ khi mà mình phải làm những cái điều giống như là mình đó, mình khiến mèo khiến chó đó, nó gì đó, đó là cái việc đỡ, cái điều đó quan trọng, yếu tố nội tâm rất là quan trọng quý vị. Còn cuối cùng á, là cái câu hỏi quý vị hỏi là con có thể lấy phước bố thí bù đắp lại không ạ? Theo suy nghĩ đó nha, cái phước bố thí á, nó cũng là một phần thôi, nhưng mà nếu quý vị á, làm nếu mà nói làm đủ nha, làm đủ ba ba cái loại phước này á, nó có thể giúp quý vị đỡ đi, đỡ nghĩa là đỡ đi đỡ những cái ác nghiệp trên ngay trong cuộc sống của quý vị luôn, và ngay trên đường sinh tử luân hồi quý vị luôn, là phải làm điều ba phước: phước vật, phước đức, phước trí, không? Mà suy nghĩ một điều này nè, nếu quý vị á, mà thực sự là một người mà có học pháp và có hành pháp mà làm ba cái phước đó, mà làm ba phước sư nói, đức phước vật, phước đức, phước trí á, mà sư nhắc hoài vậy đó, không? Làm ngay là luôn, làm liền không gián đoạn, thì chắc sư đoán này nha, nếu mà thật sự việc có thật sự hiệu pháp này, chắc một ngày nào đó quý vị á, đi tu luôn, thì mình đi tu là mình hết vướng vô cái mình vướng, ngay trong cái hiện tại này mình đã chấm dứt được cái việc mà làm những cái nghề này, không cái nghề mà nó thiên về cái gì bất thiện nhiều hơn thiện, thì đó là cái lời khuyên hay là cái câu trả lời của sư, cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Thì tóm lại mình vẫn cứ phải tu à, mình tu mình tạo phước nó càng nhiều thì càng tốt à, rất là biết ơn Đại Đức Đại Tường có một cái sự gợi ý đó là mình phải biết mình lo mình tu để mình trốn nợ, thì nói vui là mình trốn nợ à, gọi là mình tẩu tán tài sản bằng cách gì? Bằng cách mình lo mình tu. Như là ngài Angulimala, nếu như mà ngài không có xuất gia, ngài tu hành rồi ngài chứng thánh là đảm bảo là sau khi ngài mệnh chung là ngài đi địa ngục, cái đó là chắc chắn à, mà chính bởi vì là ngài chứng thánh cho nên là mấy cái ác nghiệp của ngài là êm chuyện hết. Hoặc như là có trường hợp là một người là chuẩn bị đi địa ngục ấy à, nhưng mà vị này cũng nỗ lực tu tập chứng sơ quả, mà khi chứng sơ quả rồi là cũng êm chuyện là các cái cảnh giới là sa đọa là không bao giờ đụng tới nữa đó. Cho nên là mình phải biết gọi là mình biết lo chạy ha, gọi là chạy án, nói vui là chạy án, mà chạy là chạy cho tới nơi nha, chạy tới sơ quả tối thiểu thì như vậy mình sẽ đỡ được rất là nhiều ác nghiệp đã tạo rồi thì tốt nhất đừng làm thêm. À, và những cái thiện nghiệp đã tạo thì hãy tích cực tạo nhiều. À, rồi chúc quý vị ăn vui.